Nhanh lên. Nhanh lên, để cho cái cặp luôn đi chứ. Con sờ được cái hộp ạ. Ừ, được. Đó, con để lên trường một tí. Rồi, rồi, chưa được cái này rồi đó. Nghe thôi, cảm ơn. Tình yêu nó đi xa. Rụt thẳng tay lên, rụt ra sau, rụt thẳng tay lên. Rồi cái này vào, nếu mà rụt ra sau nữa. Thôi, nha cái cầu. Này. Rồi, rụt ra sau như này. Thẳng tay rụt lên cao đi chứ nắm ở ra sau được. Vâng ơi, khi nào đó khi qua trong giây. Bên này, cho các bạn. Nghe nhẹ nhẹ, rụt chân đi. Này thôi luôn. Rồi, chưa. Rụt thẳng tay lên ra đi, kéo ra sau đi, có hiểu không? Rồi đi. Buông sao bỏ đi. Để tôi, bỏ lên ngồi ra. Phải ăn đi. Thằng nhắn nhắn ra đây. Rồi, giơ tay, Ngân. Rồi cáo lên nha, giơ tay lên, đứng rụt ra sau, giơ thằng tay lên, kéo. Ngân ăn chạy. Không đâu, ta chơi giỏi lắm. Giơ tay chặt lắm. Giơ thằng lên. Chị ơi, giơ nhắn thôi. Mình rụt một tiếng ở đây đi. Thằng ơi, cũng lên chơi. Bây giờ mình sẽ rụt cho ai, ngươi rụt sáu, phải chịu. Anh phải chắc chắn chí nằm của bạn ạ. Rồi phải kéo một đoàn đó nhá, không phải không kéo được đâu nhá. Nâng lên đi đâu bạn ơi. Anh chưa đi gì nhanh rồi đi đâu bạn ơi. Chưa đừng căn bố anh chị nhá. Để tôi. Đó là một thú à? Rồi. Đấy là phần qua của ngươi nhận thẳng các bạn ạ. Đúng phục là các bạn ạ. Vì nào? Anh nói nội chính thôi. Tao bị chân đấy. Hai người bạn tao bị chân đấy. Tao bị chân đi. Hai người. Phải hai người các bạn ạ. Tôi là bị nhìn nhọn. Không, để nhỏ đi. Đúng không? Đặc biệt là tròn. Thay của các bạn. Nói đúng không? Đúng phục các bạn. Đi keo đi thầy cơ. Anh là chưa biết ráng mà mình nói với anh. Phải không? Quá được ý kiến. Chiều ngày hôm nay thì anh cũng có đi chơi nhưng mà mình nghĩ là một cái to như thế này. Đó là thử thách bẻ ngắn. Bao mua 5.000 chỉ lần. Xem bẻ ngắn có mua được các bạn nhé. Cảm ơn chị nha. Ok. Còn xóm nữa nha. Gặp chị Hiến. Anh vừa được nhiều không? Nhiều lắm. Ui, cái gì có lẽ phải 5.000 gì thì quá rẻ rồi. Cái mới đi này. Đó đi đây. Trông cô gái ăn chay siêu ngọt và cái kết. Muốn chán ăn. Muốn. Cha đây. Sẽ tươi một. Nhìn thấy là đắng ạ. Không biết chú à? Không tươi lắm. Trời ơi. Quá hạnh phúc. Tránh cả đời sức bị tốn bằng hạng. Thật luôn. Nhìn em miếng được. Thấy ngọt. Thật luôn. Ừ. Còn thử điểm không? Còn không phù hợp với em bọn này đâu. Nghe đắng ra. Không đi. Con thử thử. Một miếng. Không thua đi. Ừ. Ngồi xuống. Chẳng đi làm bố thì ngon. Chính làm bố này. Ngon thế, chính ngọt. Chanh là chính ngọt, chính không ngọt. Mình sẽ để riêng ra một ít để mình tuấn để cắm mình sẽ làm rất là bẩn.
làm rất là bẩn để cho bé cắn sau khi xem là video bé cắn xem phản ứng như thế nào. Lấy cho bố tìm được không? Tớ được cái tay chè tớ đổ đi cho nó. Lấy ngón này ngón này từng thịt nha ngón nha. Rồi, đến từ thức không? Đây là thành quả của con nha các bạn nha. Chị đâu rồi? Chưa, lại trong cái video này. Xem đi lại, xem đi. Thì được bao nhiêu? Đá đi, đá đi. Có nó biết lắm à. Bộ vị trí ngắn nữa. Bộ vị trí ngắn nó bị dây cấu, cấu sức để mà chị về nó mỏng ngắn cái chân này. Đó mới nguyên lại. Ăn nó bột. Thế à, thầy kiểu đi chiếc. Theo con nghỉ. Cái nhà hả? Được, tính nha, tí tí. Đây, con cho con xem này. Cái cấu đoàn của bộ vị trí ngắn như thế nào này. Ok nha. Rồi. Đấy, đấy. Rửa tay sạch sẽ nha. Đấy. Ok nha, ok nha. Bỏ lên, bỏ lên. Đi 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 đi. Gì đó. Hả? Đó đó đó. Thì cái nữa cũng phải rửa tay ra sạch sẽ với bố mình về bọc nôm được chứ, đúng không? Rồi bố trốn thôi, cái này nó sạch đó. Đây đây, cái bố trốn này đây. Bố trốn thôi thì nó cho xem cái công đoàn chỗ nam thì đeo cánh tay đang hoa để chưa lên ăn đấy không? Bố cho cái chỗ phải cho cái chỗ bố nam ngon sạch sẽ sạch sẽ. Để thôi mang ăn cho chuột để ăn thịt ngay nha. Hôm nay thì mình cũng sẽ trốn bé Ngân, không chỉ vậy nữa, đó là mình sẽ bỏ cái loa này vào trong cái túi của bé Ngân, rủ bé Ngân đi chơi, cùng lại bật tiếng mình cảm lên, xem là phản ứng của bé Ngân và mọi người sẽ phải như thế nào. Và bây giờ là cái bỏ đấy, rồi bé Ngân đi thôi. Bé Ngân đang đi mua ngỗ về các bạn, ngỗ lên chiếc chuột này, đấy, ngồi lên chiếc chuột, đúng là tiếng mình gặp những chiếc chuột này. Chết rồi các bạn ơi, lần này thì thấy toang rồi các bạn ơi. Lươm này, lươm này. Thế này cầm cho kính này. Ta thế cho một phát nữa này. Ngoài mặt kìa, cầu cầu cỏ cỏ. Ăn hả? Hết? Răng? Dần hả? Kìa lên. Hết dần chưa? Để chưa muốn mặt gì nữa mà? Lại có một con bị quánh nữa. Ok. Rồi đi mua đồ tiếp đi, để bộ bấm đánh cảm tiếp á. Đi 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 đây.